xin mời chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Việt Phú. Hôm nay thì uh, Việt Phú xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú uh, hai cái mẫu đồng hồ của thằng uh, Orient hai cái mẫu đồng hồ uh, automatic made in Japan đang còn sale trong đợt uh, này. đợt này thì bên nhật thì dịch bệnh uh, rất là căng, mỗi ngày 2 đến ba nghìn người nhiễm mới uh, và cái việc đi ra ngoài nó cũng uh, hạn chế hơn rất là nhiều uh, và cái hàng hóa có vẻ như họ bán không được mấy nên họ sale rất là nhiều quý vị và cuối hơn nữa là cuối cùng tháng cuối tháng tư này lại đến cái, cái, tuần lễ vàng của người Nhật người ta nghỉ ấy. nên là cái lượng xeo đó rất là nhiều hôm nay thì em có một số cái đồng hồ đã đóng cũng như chưa đóng hộp rất là nhiều em chưa đóng hàng rất là nhiều rất là bừa bộn với lại một số cái canxi em mua cho một khách không phải cho trẻ con từ cái này thì áp dụng từ trẻ con 7 tuổi thì mới được uống nha quý vị canxi tăng chiều cao các thứ thì 10 tuổi 15 tuổi uống được thoải mái đấy nói chung từ 7 tuổi đến 20 tuổi là có thể cải thiện cái khả năng phát triển chiều cao nên là quý vị nếu có nhu cầu mua canxi cho trẻ con thì cho con cái thì liên hệ với viết phú thì số điện thoại Zalo với phú đầu số cộng 81 về Nhật Bản 080 6817 có để trên tiêu đề À, với lại đây là cái nhiệt kế của Omron, đấy thì em cũng mua có người đặt, em cũng mua luôn về dùng, à, cũng rất là cái này thì nó cũng khá là rẻ, tuy nhiên thì cái đồ Omron và Citizen các thứ, ấy, Thì một trăm phần trăm là thương hiệu Nhật thị trường Nhật nhưng mà lắp ráp thì tại Trung Quốc nha quý vị nhé. Ừ. cái đó không quan trọng lắm, nghĩa là hàng đáp ứng được cái nhu cầu thị trường Nhật Bản. Sau đây em xin đi vào chi tiết mẫu hai mẫu đồng hồ cái mẫu này và mẫu này là cùng nhau cũng gã khá là giống, cũng gần như là giống với mẫu trước. Tuy nhiên thì giá nó sẽ sale sẽ là khác nhau một chút, khác mã. và đây là một mã khác. là em sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên là mẫu đồng hồ Seiko uh, Orient lộ cơ một trắng này, nền trắng của Seiko Epson Corporation Nghĩa là cái đồng hồ Seiko và Orient là cùng của hãng Seiko Epson Corporation nha quý vị nhé cùng một hà một tập đoàn nhưng nó chia ra nhiều công ty sản xuất một thằng thì làm Orient một thằng thì làm Seiko thằng thì làm máy Epson ép máy full in các thứ đấy photocopy Epson đấy máy tính Epson có luôn bên này có là nhiều đây là cái hướng dẫn sử dụng à, đây và đây là cái phiếu bảo hành à, warranty cái này chỉ áp dụng cho thị trường à, trong nội địa ở Nhật Bản thôi quý vị nhé để quý vị mua bản thì người ta sẽ bảo hành cho quý vị một năm trong thị trường nội địa, còn nếu ra ngoài thì họ sẽ không có cái chính sách bảo hành quốc tế. Và đây là mẫu sản phẩm này thì mã nó MA M63. Và hay còn đấy là cái uh, chi tiết mẫu nữa thì nó sẽ ở trong cái phần uh, chi tiết này nữa. Nó rất là nhiều giấy tờ đi kèm hướng dẫn sử dụng và các thứ. Đây đồng hồ cơ automatic và lắc một cái thì nó sẽ là hoạt động thôi cái này là chống nước luôn 100 mét luôn 13 thì uh, cái kích thước của nó nó sẽ đo cho quý vị 41 mm nha quý vị nha kích thước đường kính ngoài 41 gần 41 mm à, các cái uh, giờ vạch giờ thì là um, bằng số hiển thị khá là to đây là một anh khách ở Hà Nội đặt cho em quay sau có Orient và phía mặt sau của cái đồng hồ thì đầu tiên là Made in Japan, có ghi chữ Made in Japan. phần lộ cơ cũng như là cái phần ghi chữ chống nước, thép không dỉ và đây là thông số của cái máy. Đấy 883790363. Đấy F6T2 có thể thấy được trong phần trong là cái logo Orient và cái máy đang hoạt động phía trước này thì cũng thấy được một phần máy và logo orient cũng như là cái water resistant cái chống nước cái kim và các cái các cái ở các cái giờ đều có cái phản quang ra à, theo dõi giờ ban đêm rất là tiện ở trên quay thì có ghi là automatic made in japan nha quý vị ạ logo orient em sẽ ướm thử vào tay em tay của em thì nó hơi bé nó chỉ ở khoảng 15,5 cm chu vi Đấy, đeo cái 40 này thì cũng 41 này thì có vẻ cũng uh, cũng 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 được hơi to một chút so với tay khỏe nhưng mà mà em thấy là cũng đẹp, Đấy, quý vị có thể nhìn thấy được đây là một mẫu này cái này thì giá của nó cái sản phẩm này thì nó sell khá là ít thì chắc là cũng hiện tại nó hết hàng quý vị tên cửa hàng thì bây giờ người ta đã hết hàng vì sell ít hàng này thì có vẻ cũng được nhiều khách hàng lựa chọn giá của nó nên biết là trên ba man khoảng tương đương khoảng tầm bảy triệu đồng tuy nhiên thì cái giá mà nó sale thì hầu như là không có mấy nó chỉ sale rất là ít à, giá về đến việt nam của sản phẩm này rơi vào tầm hơn 6 triệu một chút như vậy nó chỉ sale được khoảng tầm một triệu ở khoảng tầm một triệu rưỡi đấy thì về việt nam thì nó rơi vào tầm hơn 6 triệu một chút đây là một mã quý vị nhé tiếp theo chúng ta sẽ đi sang mã thứ hai đây là một mã cũng của Orion đây rnag 0011 s con này thì có giá niêm yết là 3 man cộng với thuế là 3 man 3 tương đương khoảng tầm 7 triệu 2 Việt Nam đồng ở bên này nha quý vị nhé thì em thông báo giá luôn đối với sản phẩm này nếu quý vị mua tại Việt Phú thì giá đang sale giảm giá em săn được cái hàng giảm giá thì giá về Việt Nam sẽ rơi vào tầm 4 triệu 400 nghìn đồng 4 triệu 300 nghìn đồng 4 triệu đến 4 đến 4 triệu 400 nghìn đồng cũng là một sản phẩm của Orient lộ cơ máy và các uh, các cái uh, giờ các cái giờ thì sẽ làm bằng uh, uh, kim luôn chứ không không làm bằng số như sản phẩm lúc nãy. Kích thước của sản phẩm này thì nó tương đương sản phẩm lúc nãy là 41 mm đường kính ngoài mà, mà màu vàng đồng. Bên ngoài rất là đẹp. mà uh, Kim ở uh, đây thì cũng ghi là water resistant made in Japan ở dưới. Đấy, chống nước và uh, made in Japan sau này thì cũng ghi là thép không gì của sản phẩm của Epson Corporation Made in Japan quý Đấy Và đây là cũng là thông số máy AG02 DO B79139 Và đây cũng có ghi là cái chống nước Water Resistant 53 tương đương khoảng tầm 50 mét Phía trong thì thấy được cái logo của ORIENT ORIENT thì cũng như cái sản phẩm lúc nãy là của Seco Epson Corporation Nghĩa là cái của cái tập đoàn Seco và 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 Epson nghĩa là một thằng thì chia ra làm Seiko và một thằng làm Orient một thằng thì làm là các sản phẩm của Epson như là máy tính máy in và nhiều sản phẩm khác của Epson khác trên quai thì cũng có ghi là automatic made in Japan và phía đầu quai mạ vàng đồng và có logo của Orient rất là đẹp sản phẩm này thì nó theo quan điểm của em mắt nhìn của em thì em em ưng cái sản phẩm này hơn là cái sản phẩm màu trắng đồng này nó có cũng vẻ sang trọng riêng theo cái cách nhìn của em đấy đeo lên tay thì nó cũng khá là đẹp nó cũng gần giống như hai cái sản phẩm lúc trước em có review trên video trước tuy nhiên hai sản phẩm đấy thì hiện tại đã hết cái uh, cái cái, cái, cái uh, sale còn 4 triệu rồi quý vị nhé hiện tại giá ít nhất cũng phải về đến Việt Nam của tôi vào tầm 4 triệu rưỡi Bởi vì cái giá sale 4 triệu thì là một cái giá rất là hời và người ta đã đặt hết hàng ấy rồi đấy sau như sản phẩm này rất là đẹp rất là nóng lánh long lanh long lanh luôn đấy của sau này vẫn có ghi là Orion Watt CEO là công ty đồng hồ Orion là của tập đoàn Seiko và Option đấy thì giá của sản phẩm này quý vị nhé ba ba tương đương triệu 2 tại Nhật Bản nếu hàng giảm giá sale bây giờ quý vị đặt hàng thì giá về Việt Nam cho tầm 4 triệu 3 đến 4 triệu 400 nghìn đồng đây có ghi là hàng Nhật Bản chế là chế chế phẩm của à, là chế tạo tại Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây này thì có luôn cả à, lên cơ bằng tay và lên cơ tự động luôn. Đấy cả hai sản phẩm này đều có cái uh, như vậy. Đây rất là tiện lợi, rất là đẹp. Đây là một sản phẩm là rất là đẹp theo cái con mắt nhìn của quý phú. Đấy đây là hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị hai cái mẫu sản phẩm như vậy của seiko giảm giá sale nhân dịp tuần lễ vàng của nhật bản bên này thì uh, quý vị nhanh tay chọn cho mình một mẫu sản phẩm uh, ưng ý để uh, có thể sở hữu một cái sản phẩm đồng hồ chính hãng nội địa nhật bản made in japan và đang có sale giảm giá Thật tất nhiên những cái này đều được bảo hành nội địa hết một năm hết quý vị nhé, có giấy tờ như vậy tuy nhiên thì chúng ta đưa ra ngoài nội địa thì họ không bảo hành tuy nhiên cái chất, chất lượng sản phẩm thì không 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 phải vấn đề lo về vấn đề bảo hành là hàng mới một trăm phần trăm. thì uh, ngoài ra thì cái phú cũng uh, còn các cái sản phẩm như là thuốc cơ bảo uh, thuốc thực phẩm chức năng rồi các cái uh, mặt hàng như là laptop rồi uh, các mặt hàng điện tử khác ở Đất nhật nha quý vị nhé. quý vị có nhu cầu thì uh, liên hệ với Vết phú, Vết phú sẽ mua và gửi về Việt Nam sớm nhất có thể cho quý vị và các bạn cùng xem, cùng sử dụng. cái uh, phú xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video lần sau